Hôm nay Tiên sẽ chia sẻ cho mọi người toàn bộ quá trình đi chơi phần cưới của Tiên và Kyle nha. Thì Tiên phải dậy vào lúc 3 giờ sáng và make up. Đây là lúc mà Bình Minh đang chuẩn bị lên. Thì vào khoảng lúc 6 giờ là Tiên phải có mặt ở Hồ Tuyền Lâm. Đây là một cái bãi đất trống mà cũng trong nằm trong một cái khách sạn, và cũng phải trả tiền mới được vào mọi người. Tại vì đang thi công cho nên là quen mới được vào đây đó. Thì ekip vào đây vào lúc 6 giờ, và trời thật sự rất là lạnh. Và lúc đó thì tụi mình kiểu đâu có, Tiên thì đâu có được mặc vest như KO đâu, cho nên là kiểu co rúm người luôn á. Và cảnh mà chụp cực nhất chắc là cảnh đầu tiên á mọi người, vì Tiên phải đi vào bãi đất trống nè, mà Tiên còn mang guốc, rồi Tiên phải đi trên đá nữa, cho nên là thật sự cực kỳ khó đi. Cho nên là mới quyết định là phải gỡ giày ra. Tại vì khi mà đi trên cái mỏm đá này á, mà không gỡ giày ra là Tiên sẽ té bất cứ lúc nào. Cho nên là phải hy sinh vì nghệ thuật, giẫm chân đất luôn. Nhưng mà ra lại được những cái bức hình mà Tiên thật sự cực kỳ ưng ý luôn á. Mọi người có hỏi thì Tiên chụp ở bên Hook Studio. Đây là một cái ekip khá là chuyên nghiệp. Tiên book họ là vừa chụp hình và cũng như là vừa quay phim luôn. Thì nếu mà thường thường chụp bình thường không á thì nó sẽ rất là nhanh. Tại vì anh chụp hình, anh chụp siêu nhanh luôn á mọi người. Kiểu Tiên chưa bao giờ đi cái shoot nào mà chụp hình kiểu tự nhiên mà nhanh như vậy luôn. Nhưng mà tại vì Tiên có quay phim nữa và Tiên có flycam các kiểu, cho nên là nó sẽ, cái thời gian mà quay và chụp nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Và Tiên muốn đầu tư cho một bộ ảnh cưới cực kỳ đẹp, cho nên là phải chịu bỏ ra công sức một chút. Tới với cái shoot thứ hai thì nó bắt đầu nó mưa mọi người, và trời nó còn lạnh hơn bình thường nữa. Lúc này là Tiên kiểu trời ơi, Tiên muốn xỉu lắm lắm luôn á. Tại vì thứ nhất là Tiên không có ngủ được, và lúc này thì nó quá là lạnh, cho nên là Tiên cứ phải chạy vòng vòng, ráng là chạy hết mức có thể để cho nó nóng người lên. Vì thật sự là lúc này là lúc nắng rồi lúc mưa, và lúc này là mưa rất là nhiều và tụi mình phải chạy rất là nhiều, cho nên là cực kỳ mệt. Nhưng mà vì để có những bước hành này thì Tiên và Kyle cực kỳ phải cố gắng, và cũng như là phải hết mình để cho các anh ekip ảnh cũng thoải mái hơn. Vì tất cả mọi người đều dậy rất là sớm, ai cũng sẽ rất là mệt, cho nên là mọi người đều cố gắng rất là nhiều. Chụp xong mà up lên trên mạng xã hội thì được mọi người khen rất là nhiều, Tiên rất là vui. Tại vì Tiên ngày hôm đó là Tiên thực sự rất là cực, và tụi mình cũng phải ngủ trên xe cũng như là có những cái nap ở giữa buổi trưa để cho nó đỡ cực hơn. Và cái buổi shoot thứ ba thì Tiên đã tỉnh táo hơn khá là nhiều rồi, là tại vì Tiên đã được ngủ một giấc khá là ngon, cho nên là buổi chiều có một cái năng lượng để chụp hình tiếp. Thì không may là chiều nay nó lại mưa rất là lớn và tụi mình phải đợi một chút rồi mới ra chụp được. Nhưng mà bù lại lại có một cái mood rất là hay, là vừa nắng vừa mưa, cho nên nó ra được những cái bức hình phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn á. Và cái lúc ba là cái lúc mà Tiên thích nhất, tại vì nhìn nó rất là lãng mạn cũng như là rất là Hàn Quốc á mọi người, cho nên là Tiên cực kỳ thích luôn á. Bộ thứ hai thì Tiên nhớ là Tiên chụp ở một cái khách sạn tên là Casada thì phải, Tiên không nhớ lắm. Nhưng mà bộ cuối cùng thì Tiên chụp ở Bình An Village. Thì tối hôm đó Tiên có ngủ ở đó luôn. Đó thì Bình An là một cái chỗ chụp hình rất là đẹp ở Đà Lạt, nếu mà ai muốn tham khảo ha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video lần này, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.